Ok, hello, xin chào anh chị. Thì trong giai đoạn này chúng ta có một cái chủ đề rất nóng đó là cái cổ phiếu Vinhome đúng không? À, mặc dù là chi một khoản tiền rất lớn là để mua cổ phiếu quỹ nhưng mà giá cổ phiếu đó, á, thì liên tục à, giảm điểm. Đó, ngày hôm gọi là gì đây? Ở đây 2 giờ trước à, mẹ báo cập nhật là Vinhome đã chia hơn 3.000 tỷ à, mua cổ phiếu quỹ à, theo cập nhật mới nhất từ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tính đến, đến à, cuối phiên 31 tháng 10 à, Vinhome VHM đã mua À, tổng cộng bích 70,3 triệu cổ phiếu quỹ chiếm 19% số lượng đăng ký à, con số này tăng thêm 5,1 triệu đơn vị so với phiên 30 tháng 10 à, cùng ngày thì giá vinhome đóng cửa đạt mức 41.500 giảm 14% so với trước khi thương vụ mua à, cổ phiếu quỹ được triển khai à, đấy thì cái này thì nó đang gọi là hơi trái ngược với kỳ vọng của thị trường đúng không? Tại vì chúng ta biết là cổ phiếu quỹ thì sau khi mà mua về thì bắt buộc là sẽ phải hủy thì thị trường sẽ kỳ vọng là giá cổ phiếu nó sẽ còn tăng đó Nhưng mà không ngờ thì chúng ta thấy là một cái diễn biến rất là bất ngờ Đó là khi mà phong phanh ra thông tin đó thì giá từ dưới vùng khoảng là 35-36 ngàn Thì nó tăng lên giá 48 ngàn Sau đó giá nó à, lập tức là nó điều chỉnh trở lại Các cái phiên mà mua thì giá điều chỉnh trở lại Gần giống như chúng ta thấy là tin là, ra là, là bán vậy đó Thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta coi coi là Các cái gọi là à, thông tin ở trên thị trường của VinHome như thế nào để chúng ta xong rồi sau đó cuối cùng thì chúng ta cập nhật coi là xuống cổ phiếu này ra sao. Và cái anh chị em tham gia nó như thế nào nha. Thì cái này là về cái thông tin Vinhome. ở một cái diễn biến uh, khác thì chúng ta thấy là uh, những cái tên lãi lớn nhất uh, ở sàn uh, trong quý 3, Vinhome đòi lại ngôi vương một cách bất ngờ. Thì uh, chúng ta thấy là Vinhome này đã lấy lại vị trí đầu bảng từ vị uh, sau hai quý, Bạn xếp hạng 20 đơn vị uh, lãi trước thuế lớn nhất của à uh, lớn nhất sàn chứng khoán trong quý 3 năm 2024 à, thì ở đây thì chúng ta thấy là có xếp đầu là Vinhome tiếp theo là công banh MB Techcom CTG BD Vibank ACB rồi đến VIC nè HD này, Nova nè đấy thì là à, Vinhome này là một à, là đơn vị có lợi nhuận trước thuế à, lớn nhất trong quý 3 năm 2024 công ty này đã đòi lại vị trí đầu bảng từ Vietcombank sau quý cụ thể Vinhome công bố kết quả kinh doanh ở à, quý 3 năm 2024 với doanh thu thuần đạt 33.323 tỷ đồng tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước à, khấu trừ các khoản chi phí khác Vinhome báo lợi nhuận trước thuế à, quý 3 à, năm 2024 đạt à, 10.000 tỷ đồng đấy Nên chung là cũng hoành tráng gì nhanh thu lợi nhuận là sĩ nhất sàn à, những cái thông tin khác thì chúng ta coi là chúng ta có cái thông tin gì à, ở đây thì cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 của bên SSI thì có gọi là ước tính kế hoạch à, à, kinh doanh quý tư năm 2024 là ban lãnh đạo Vinhome dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao các sản phẩm tại dự án Vinhome Ocean Park 2 và 3 Vinhome Grand Park tại thành phố Hồ Chí Minh và Royal Island tại Hải Phòng. À, với 123.000 tỷ doanh số chưa ghi nhận vào thời điểm cuối quý 3 à tăng 60% so với cùng kỳ. À, công ty kỳ vọng sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận à, sau thuế là 35.000 tỷ đồng. À, chúng tôi thì ước tính sẽ đạt à, NPA nói chung là một cái chỉ số năm 2024 là khoảng 35,6 nghìn tỷ đồng. Cao hơn chút nói chung là chúng ta thấy là về mặt số liệu số liệu là Vinhome là quá ok nha anh chị. Không ai có thể mà gọi là à, dám mà gọi là gì chê chê Vinhome đúng không? Đó, về mặt số liệu là Vinhome quá là ok. Đó, số liệu rồi thông tin dự án nhưng mà tại sao giấc cổ phiếu giảm thì ở đây có một cái bài báo Tựa người ta cũng gọi là một cái chuyên gia lý do tại sao này cổ phiếu Vinhome điều chỉnh. Đây. Thì ở trên đây á chúng ta thấy nè. À, lý giải về xu hướng giảm cổ phiếu Vinhome, ông Nguyễn Việt Đức giám đốc kinh doanh số chứng khoán BBVS à đã chia sẻ trên kênh VTV khắp lệnh ngày 28 tháng 10 như sau. À, thì ở đây thì anh này anh có giải thích là theo ông Đức nè đây là câu chuyện về cơ bản khi một doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ thì muốn mua ở mức giá phù hợp với book phải tức giá trị sổ sách giá trị sổ sách của Vinhome năm nay đạt khoảng à, 44.000 à, đồng tính cả lợi nhuận năm nay và năm tới giá trị sổ sách Vinhome tăng lên khoảng 50.000 đồng do vậy à, giá từ 44.000 đến 50.000 đồng là hợp lý để Vinhome mua lại cổ phiếu nếu mua đắt khi đại hội đồng cổ đông Khi đến đại hội cổ đông sẽ bị hỏi là tại sao Nếu mua quanh bút value Thì rất dễ để giải thích à, Tôi cho rằng đây là vùng giá hợp lý của VinHome Thì cái này nó cũng là một cái view anh chị Tức là chúng ta thấy ở trên thị trường thì nó có cái Nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta Thì nó gọi là đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường thì Chúng ta gọi là à, mua bán theo tin anh chị Chúng ta cứ gọi là À, nghe gọi là có thông tin này có thông tin kia thì chúng ta muốn là mua một phát một á, là giá nó phải tăng bằng lần tăng là theo kiểu là to the moon đó, giống như là kiểu tăng trần 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 á nhưng mà ở ngược lại á, thì về một cái góc nhìn cơ bản á, thì giống như ở đây người ta có trao đổi nè thì thực ra bây giờ doanh nghiệp người ta bỏ tiền ra để người ta mua cổ phiếu người ta mua cổ phiếu quỹ thì để người ta làm thứ nhất là để mục tiêu làm gì cô đặt lại cái lượng cổ phiếu thứ hai nữa là người ta mua cái lượng này xong rồi người ta phải hủy mà tức là người ta đang phải bỏ ra một khoản tiền để người ta đi mua thì cơ bản thì giống như anh chị thôi bây giờ chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua một cái gì đó thì chúng ta cũng phải mong muốn là mua cái giá rẻ nhất đúng không? thật là chúng ta phải mua một cái giá hợp lý đấy thì ở đây thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy là Vinhome à, cái giai đoạn mà khi á, mà nó còn đang phong phanh tin thì thì đúng là đâu đó là có những thông tin về đầu cơ đúng không? là thông tin đầu cơ và tin nó đã chạy trước đó và nó lên được đến giá 48 là cũng gần đến cái giá mục tiêu đó. thì nó giao dịch về cái tầm giả là khoảng giá khoảng là 41 đến 45 này là nó đang là cái vùng gọi là hợp lý để công ty họ tiếng hành họ mua vào thì đây gọi là mình nghĩ là cái này nó gọi thứ nhất là vừa là tin ra để bán thứ hai nó cũng là gọi là cái gọi là à, giao dịch ở quanh cái mức à, gọi là hợp lý tức là công ty gọi là cũng đạt được cái mục tiêu giống như ở đây à, người ta có nói là à, À, mua vào một cái vùng giá gọi là hợp lý thì đến đại hội cổ đông thì cũng dễ dàng à, người ta giải thích được đó thì đó là một cái mà để chúng ta gọi là chúng ta hiểu thêm anh chị chứ nhiều khi chúng ta cứ nghe người ta hô hào là à, mua cổ phiếu quỹ xong rồi nói chung là nhiều khi thị trường chứng khoán khi mà dòng tiền nó điên á nó khi mà dòng tiền điên á thì chúng ta thấy là cứ có tin tức mua cổ phiếu quỹ hay là cứ có tin là phát hành thêm rồi có tin uh, à, uh, game phát hành thêm đúng không? nó thấy ở trên thị trường hay có là game phát hành thêm rồi game tăng vốn này kia nọ là giá cổ phiếu là tăng bún nóc nhưng mà bản chất câu chuyện là trong một cái bối cảnh mà uh, thị trường nó dòng tiền điên nhà đầu tư người ta dễ dãi giống như kiểu năm 20 cái sóng covid ấy. thì gần như là cứ có tin là nó đánh trần 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 thôi nhưng mà năm nay chúng ta hoàn toàn khác là một cái năm mà thị trường đi bên xe quay ở đâu đó ở trên thị trường là và tiền thì nó rất là quan trọng đó, dòng tiền thì rất là quan trọng nên là À, chúng ta thấy là các cây sóng đó, nó gần giống như là nó giật lên giật xuống giật qua giật lại thôi. À, mà nó cũng không nó gọi là đạt được những cái cú tăng nhiều giống như là cái sóng đầu cơ mọi người kỳ vọng. Nhưng mà ngược lại thì đối với doanh nghiệp đó, như là những nhà đầu tư đi, những cái người mà người ta nắm dài hạn đó, thì thì những cái lúc mà nó vòng về những cái vùng giá trị đó, thì nó lại gọi là quay lại những cái vùng gọi là hợp lý đúng không? Đấy ok. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta coi coi lại về cái mặt nói chung là nếu mà anh chị em mà đánh đánh sóng thì chúng ta chỉ quan tâm về mặt xu hướng thôi thì bây giờ cái cổ phiếu Vinhome nó đang xu hướng như thế nào thì nếu mà chúng ta nhìn à, cái cách mà Vinhome nó giao dịch ở trong quá khứ thì mình thấy là à, à, cái cổ phiếu này nói chung là nó là một cái cổ phiếu mà nói đúng ra là nó chỉ có gọi là những cái nhà đầu tư thôi Còn anh chị em mà đánh sóng nó khó ăn được Vinhome đấy chúng ta thấy là trong cái quá khứ của nó nếu mà chúng ta nhìn khung tuần thì nó cũng có những cú giật rất là ghê đúng không nhưng mà nếu mà anh chị em mà nhìn ở trong quá khứ nó còn nó còn giật nó còn ghen nữa đây đây những cái cú mà ở đây này, trong cái giai đoạn Hai 20... à, đây. đây, những cú giật lên đúng không trả về là chạy chữ A luôn đó tăng lên bao nhiêu trả lại hết nè đấy nên là chúng ta nhìn Vinhome là một cái cổ phiếu mà nói thì nó là một cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành nhưng mà cái cách mà cái cái, gọi là tạo lập cái cách mà Vinhome nó giao dịch đó, nó rất là khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy thì bây giờ cái xu hướng của Vinhome như thế nào nếu mà chúng ta gọi là nhìn trên xu hướng thì chúng ta nhìn trên khung đồ thị tháng trước đi thì chúng ta sẽ thấy nè một cái điểm là bây giờ Vinhome nó đang trong một cái sóng là sóng giảm chị xu thế giảm nè, chứ không phải là sóng nữa tại vì à, đỉnh nè đỉnh sau thì thấp dần nè đúng không đáy thì thấp dần nè đó thì bây giờ anh chị muốn nói gì thì nói thì bây giờ nó vẫn là đang là một cái cổ phiếu là à, trong một cái giá đi xuống thì nếu mà cái tích cực nhất á, thì nó có thể là cái vùng mà đáy khoảng 36 37 thì nó sẽ là cái vùng đáy à, chung dài hạn của cổ phiếu này thì có thể là nó nó sẽ gọi là tích lũy nó đi ngang ở đây để nó chờ nó vượt lên còn cổ phiếu này là mà nó phải thực sự nó tăng á, thì nghĩ là nó phải vượt lên được cái à, vùng giá trên 50 nó vượt được vùng giá trên 50 thì nó tương ứng ở đây á. Là nó có hai điểm chặn một á, là cái cản cản đường chéo của khu vực thị tháng này hai là cái 50 này cũng là một cái mà gọi là cái gọi là ở, ở giống như ở đây đi thì, thì gọi là người ta đang định giá là à, tính theo gọi là giá trị phe book value đó. thì nó thì cái tầm giá là 4, 40 đến giá à, khoảng 50 là hợp lý đấy thì cái chặng trên của chúng ta là khoảng là cái giá 50 thì nó cũng tương ứng cái phân tích kỹ thuật ở cái 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 cạn của IG ở đây đó đó thì à, à, trên khung tuần thì sao, trên khung tuần thì anh chị thấy là là nếu mà chúng ta gọi là ép thêm các cái đường IMA vào nữa thì cổ phiếu Vinhome á, giai đoạn này á, là nó à, còn nằm dưới cả đường IMA 50 và IMA à, 100 tuần nữa anh chị tức là chúng ta thấy là là khung tháng là xu thế giảm nè không tuần là cũng là xu thế giảm đó để mà Vinhome nó phải lấy lại được xu thế tăng thì khung tháng và khung tuần này thì nó phải ít nhất là vùng giá 50 còn cao hơn đó, lấy lại được năm 50 tháng 50 ở 100 tuần thì nó phải lấy lại được cái mốc là 52 đó chúng ta thấy là là nhìn vào mặt xu hướng là cổ phiếu Vinhome là nó là xu thế giảm rồi đó. đó nhưng mà trong ngắn hạn thì sao trong ngắn hạn thì hiển nhiên là khi mà nó giảm đến một cái mức nào đó thì nó sẽ có những cái nhịp gọi là nó bật hồi trở lại thì mình nghĩ ở đây là những cái nhịp gọi là nhịp à, sống ngắn thôi tức là sóng ngắn thì nó giảm thì nó sẽ mình tính nhất là nó bật lại thì nó bật lên đây thì đây nè về mặt kỹ thuật đúng không là nó, đi lên cái là nó gặp cái kháng cự nó kháng cự đây kháng cự 50 nè đó rồi kháng cự 48 mà nó là, là là nó giật trở lại thôi đó thì nó cũng gọi là đang tương đối là theo gọi là nhìn nếu mà chúng ta nhìn ở trên khung đồ thị tuần đó, là có thể là con này là nó đang vận động ở trong một cái biên tuần nha cái biên ở trên là khoảng vùng 48 50 ấy biên dưới là đang có cái thằng kỳ xuyên tuần là nó nằm đâu đó khoảng giá là 40 41 đó thì nếu mà trong trường hợp mà Vinhome mà kịch bản mà gọi là À, tích lũy đâu đó ngang đây á, thì có thể là nó sẽ đi ngang đây nè đó, xong rồi sau đó nó lại tiếp tục nó lại chinh phục lại vùng 4950 ở trên này đó một lần nữa đó và để mà nó lấy lại xuống tăng á, thì nó cần phải gọi là vượt lên được cái vùng ở trên này và lúc đó mình sẽ thấy những cái tín hiệu khác ví dụ như là à, đường EMA 50 cắt lên đường EMA 100 rồi cắt lên đường EMA 200 tuần đó thì lúc đó chúng ta sẽ có xuống tăng còn trong hiện tại thì thì khi mà mỗi khi từ cái vùng thấp á, nó hồi lên thì nó gặp cản là nó lại điều chỉnh lại xong rồi nó lại tích lũy tiếp đó nó tích lũy tiếp xong rồi nó hồi nếu mà nó không gãy luôn thì nó lại lên nó lại gặp cản nó lại tích lũy tiếp đó đó là kịch bản tích cực còn cái kịch bản tiêu cực đó, là nhiều khi là nó lên nó gặp cản xong rồi nó về nó trả lại hết giống như nhịp này nè lên đúng không nó gặp cản xong rồi nó trả lại hết đấy nó lên nó trả lại hết xong rồi nó lại về nó lại test lại cái vùng đáy cũ xong rồi nó lại tích lũy lại xong nó lại tăng đấy thì chúng ta sẽ có hai kịch bản nha để anh chị quan sát bây giờ chúng ta sẽ trước tiên thì đối với Vinhome thì trong khung tuần của Ichi thì chúng ta sẽ có cái vùng là giá khoảng 41 là cái hỗ trợ thứ nhất đấy nếu mà giữ được 41 thì chúng ta vẫn sẽ có kỳ vọng là con này nó sẽ quay lại nó nó chinh phục lại cái vùng đâu đó khoảng giá 48 50 đấy còn nếu mà trường hợp mà không giữ được 41 đó, thì có thể là nó lại quay lại cái vùng đáy cũ nó lên quanh ở cái ngưỡng ở dưới đây là cái vùng giá khoảng là giá 35 36 nó để nó tích lũy lại sau đó có thể là nó sẽ phải đi ngang có thể là nó cứ lên xin lòng vòng lòng vòng nó đi ngang ở dưới đây để nó chờ cơ hội xong rồi cho nó lại break lên cái cạn kéo ở đây trở lại thì lúc đó nó mới có khả năng đảo chiều còn không thì chúng ta nhìn thấy là nó cứ như vậy thôi đấy ok thì mặc dù là mình thấy là vinhome á nói chung là chúng ta thấy là à, với vinhome thì mình thấy nó là một cái cổ phiếu khá đặc biệt mà nó cũng không phải là nó dành cho số đông đâu anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta thì thì chúng ta vào vinhome chúng ta kỳ vọng nhiều rất khó nha mặc dù là cái yếu tố cơ bản tốt rồi thông tin tốt rồi tin tức hỗ trợ nhiều nhưng mà à, cái cổ phiếu này dù gì là nó vẫn là một cái cổ phiếu thứ nhất là vốn hóa lớn thứ hai là nó, nó à, mang rất nhiều cái màu sắc của à, tạo lập thị trường à, rồi phái sinh đó nên là anh chị em chúng ta giao dịch những cổ phiếu này thì mình nghĩ là à, giao dịch ấy, thì vẫn giao dịch được nhưng mà chúng ta nên xác định là à, tuân tuân thủ theo những cái kỹ thuật đặc biệt là trong những quá trình mà giá cổ phiếu nó đang gọi là giảm nè đang trong xu thế giảm đó. đó trong xu thế giảm thì nhiều khi nó sẽ rất nhảy với tin tức có tin xấu là nó có khi nó còn phá đáy nó đi xuống nữa thì chúng ta cứ tuân thủ tín hiệu thôi ví dụ như là có tín hiệu mua thì chị vào mua đó rồi lên đến những vùng cản thì chúng ta chốt dần đó rồi nó về hỗ trợ thì chúng ta quan sát trở lại đấy chứ còn ví dụ như trong một cái giai đoạn mà giá cổ phiếu nó đi xuống đi xuống đi xuống như thế này này đó, chúng ta thấy rõ ràng là xu thế là xu thế xuống thôi đó chỉ có giai đoạn này là có vẻ là nó đang à, cúp cúp lại để nó gọi là tạo ra cái vùng đáy ở phía dưới nè đó đấy thì chúng ta cứ tuân thủ mua ở phía dưới đúng không lên đến kháng cự là chúng ta bán dần đó chứ chúng ta cũng đừng có kỳ vọng quá tại vì bây giờ à, hô hào quá rồi à, nhà đầu tư cứ kỳ vọng quá là nó sẽ thế này thế kia đó, thì nó rất khó tại vì chúng ta hiểu cái câu chuyện là giá cổ phiếu nó còn mang yếu tố cung cầu nữa ở phía trên này cái lực bán còn nhiều thì khi nó lên đến các các cái kháng cự thì nó sẽ có những cái lực người ta bán ra và giá nó sẽ quay trở lại giống như cái gì vậy nè đó như khi nhà đầu tư ở trên thị trường chúng ta cứ nghe cổ phiếu mua cổ phiếu quỹ thì chúng ta nghĩ người ta bằng lần nhưng đâu phải đâu chị đó yếu tố của doanh nghiệp người ta cũng phải muốn, muốn mua là ở mức giá hợp lý để thứ để thứ hai nữa là đó những cái người người ta kẹp hàng những cái vùng ở trên này nè đó, thì bây giờ nó hồi lên lại những cái vùng người ta người ta thấy đỡ lỗ hơn thì người ta cũng ai à, đó người ta bán đó nên là cái câu chuyện là một cái cổ phiếu mà nó đi đao trên rất là lâu giống như vậy thì cái lực cả cung hàng ở trên này nó tiết nó nó tích rất là nhiều. thì chỉ cần về bờ cái thôi là là nó sẽ tích cung ra đó. đó là là cái lý do mà tại sao chúng ta sẽ um, đầu tư những cổ phiếu dưới đao trên như thế này. Chúng ta phải kỳ vọng nó vừa phải thôi chứ không phải là chúng ta cứ à, mua và kỳ vọng lên trời đâu không chị. Ok nha. Rồi, cái đó là cái góc nhìn của mình cho cổ phiếu VinHome Thì cái dịp này anh chị em chỉ cần à, nói để anh chị hiểu câu chuyện thôi. Còn anh chị em cứ lưu lại là mốc hỗ trợ toàn của nó là giá khoảng 41 nếu mà không mất 41 thì anh chị có thể nắm giữ còn nếu mà mất cái mức 41 này thì thôi thì chúng ta lại cắt đi để chúng ta quan sát trở lại tại vì mất không mất 41 tức là chúng ta không mất cái kỳ xuân toàn thì có thể là nó về đây rồi nó còn một cái nhịp nó tăng trở lại một 48, 50 trở lại nhưng mà biết đâu nếu mà nó mạnh thì nó có thể là nó vượt luôn được cái vùng mà 50 để nó vào một cái sân con gọi là đảo chiều xu hướng đó nhưng mà nó mất cái vùng 41 là anh chị em nên à, xử lý để tránh cái trường hợp là nó về tiếp đấy hai xong rồi lỡ mà xui mà nó phá đấy nữa rất là mệt đấy ok nha bye bye cảm ơn anh chị